đầu kéo cố băng qua đường sắt xong lại chết máy. Đúng lúc này, đoàn tàu lao tới tông trực diện. Vụ việc khiến tuyến đường sắt tê liệt nhiều giờ. Tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 6 tại điểm giao đường ngang dân sinh với đường sắt Bắc Nam, khu vực giáp ranh xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khi tài xế Bùi Minh Phúc, 42 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe đầu kéo mang biển số 50LD05572, kéo theo rơ móc mang biển số 51R110031 qua đường dân sinh, cắt ngang với đường sắt, thì bất ngờ xe bị chết máy. Trong lúc chưa kịp xử lý thì tàu hỏa SE5 chạy theo hướng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh mang số hiệu T19E951 do lái tàu Nguyễn Văn Hùng điều khiển lao đến tông trực diện vào xe đầu kéo. Rất may không có thương vong về người, nhưng đầu tàu hỏa bị hư hỏng rất nặng. Trong khi đó, chiếc xe đầu kéo bị đẩy văng 40m, đứt rời thành hai khúc. Vụ tai nạn khiến 40m đường ray bị lệch phương hướng, 20 thanh tạp vẹt bê tông dưỡng lực bị bể và lệch vị trí. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải quyết xong, đường sắt Bắc Nam được khai thông trở lại.